Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận bán kết ở trận tứ kết cầu lông đôi nam giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách mở rộng lần thứ tư. Phía bên trái của mình chúng ta cặp đôi vận động viên Hoàng Anh và Vũ Lâm đến từ Quảng Ninh, và đối thủ của họ là cặp đôi Trí Đức và Ngọc Triệu đến từ Hà Nội. Cả hai đôi vận động viên đều là những ứng cử viên hàng đầu giữ chức vô địch, bởi vậy có thể nói đây là một trận đấu chung kết sớm của giải đấu. Các vận động viên sẽ thi đấu một set cầu lông 31 chạm 31 sẽ ăn. Trong bốn vận động viên thì có vận động viên Hoàng Anh trước kia từng thi đấu cầu lông chuyên nghiệp, từng xếp top cao nhất là top số 1 Việt Nam cầu lông chuyên nghiệp. Và hiện tại thì vận động viên Trí Đức đánh cặp với Ngọc Triệu cũng là vận động viên chuyên nghiệp đến từ Sipucha Hà Nội, cũng xếp top đầu cầu lông Việt Nam. Lưới điểm số 1-0 cho Trí Đức Ngọc Triệu. Thank you.
Chướng hết cả mắt. Nó bảo là chung kết sớm rồi lại. Cầu tốt từ Hoàng Anh. Trắng.
Số đang là 28 đều của Bắc Cang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.